Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Jay kể chuyện. Và tôi là Jay. Trong video này chúng ta sẽ tiếp tục cho câu chuyện của Legacy. Và nếu như các bạn chưa biết, tôi gọi nôm na nó là một câu chuyện rộng lớn xoay quanh bởi rất nhiều lá bài trong Yu-Gi-Oh như Magnite, Nightmare hay Cressidia. Và đằng sau từng lá bài là những bí ẩn rất thú vị và nó sẽ được câu chuyện giải đáp. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thôi. Sau khi nhận được sức mạnh mới từ Warshalis, cùng với một người bạn đồng hành mới là Lee, người tự cho mình là nàng tiên từng dẫn đầu nhân loại. Và bây giờ, Aram và những người bạn của mình đang trên hành trình đến với di sản tiếp theo dưới sự dẫn đường của Lee. Vùng đất kế tiếp mà họ đến là một vùng đất ngập nước. Đang xen đó là những địa hình vô cùng hiểm trở. Dù chặng đường vô cùng khó khăn, nhưng đây là lần đầu tiên họ ở thế giới bên ngoài và mọi thứ họ thấy và cảm nhận đều vô cùng sống động và mới mẻ. Và không cần biết bao nhiêu con Growler sẽ đến, với tinh thần và ý chí mạnh mẽ của mình, Aram và những người bạn của cậu luôn sẵn sàng đứng ra và chống lại bọn chúng. Và cuối cùng, họ đã tìm được nó. Từ phía xa, di sản kế tiếp đã lộ diện trước mắt. Một vật thể khổng lồ với hình dáng tựa như những bộ giáp. Lee gọi đó là Wars Amor. Thấy được di sản tiếp theo khiến họ vô cùng vui mừng và tìm cách để tiến gần hơn. Nhưng điều đang chờ đợi họ ở trong màn đêm tăm tối là những âm thanh cọ xát của kim loại và những đốm sáng đỏ đang lấp ló. Sâu bên trong War Amor là một đàn Growlers. Có vẻ như War Amor giờ đây đã trở thành tổ của những con bỏ mái này. Ở đây không chỉ có những con Growler mà họ đã từng đối đầu tại ngôi làng của mình. Nó là một cái tổ và nó tràn ngập những con còn dị hợm và to lớn hơn. Chứng kiến cảnh tượng vô cùng choáng ngợp, Aram và Ningersoul quyết định lao vào để sống chết với bọn chúng. Cùng với đó là lời khuyên của Lee, hãy tập trung nhắm đến War Amor và cố gắng kích hoạt nó. Và thế là cả bọn quyết định lao lên. Nhưng làm sao có thể dễ dàng để tung hoành trong lãnh địa của lũ Growler này được? Chúng ngay lập tức lao ra để chặn đường cả bọn và buộc họ phải chiến đấu với bọn chúng. Dù chúng có đông bao nhiêu thì Aram và Ningersu đều dễ dàng chém đôi bọn chúng, từng con một. Nhưng càng giết bao nhiêu thì chúng lại càng xuất hiện nhiều hơn bấy nhiêu. Chúng càng ngày càng nhiều và áp đảo bọn họ và buộc họ phải tách ra trong tình thế bất lợi trước mắt. Cuộc chiến dường như là vô tận, khiến họ không thể tiến lên nhưng cũng không thể rút lui được. Và điều đó khiến họ phải buộc chiến đấu đến chết. Nhưng cái gì cũng có điểm yếu của nó, và Lee dường như đã phát hiện ra. Cô kêu gọi mọi người hãy nhắm vào những con Growler khổng lồ. Nó là East Growler. Tiêu diệt nó và những con Growler khác cũng sẽ ngừng hoạt động theo. Chúng chính là những tên chỉ huy của lũ bọ này. Tin vào những gì Lee nói, cả bọn ngay lập tức tìm cách để lao đến các East Growler. Bị vây quanh bởi các chiến binh, East Growler cũng đã chống cự rất quyết liệt. Nhưng từ phía trên, một đòn đâm thẳng của Ninjasu đã hủy diệt hoàn toàn nó. Và thế là họ tiếp tục tiêu diệt các East Growler còn lại. Đột nhiên, những tia sáng rạng rỡ nằm sâu trong vách đá lóe lên với 7 màu sắc khác nhau, và đi cùng đó là sự xuất hiện của 7 hình bóng. Trước mặt nhóm của Aram là những vị chiến binh rực rỡ với những viên đá lấp lánh nằm trước ngực. Lee biết những tên này. Bọn chúng là Magnite, những tên chiến binh cầm quyền thế giới ở thời điểm hiện tại với 7 thành viên: Magnite Green Horizon, Magnite Red Moon, Magnite Yellow Star, Magnite Indigo Eclipse, Magnite Orange Sunset, Magnite Purple Nightfall, và vị thủ lĩnh cho tất cả, Magnite Blue Sky. Sự xuất hiện của bọn họ dường như thu hút sự chú ý của tất cả. Các Magnite đứng từ bên trên, không nói một lời nào, chỉ đưa tay ra và rồi. Một nguồn năng lượng bí ẩn tỏa ra từ bàn tay của họ. Tiếp theo, nó bắt đầu bao bọc quanh Eve với hình dạng là một quả cầu năng lượng. Dường như sức mạnh của Eve không đủ khả năng để chống lại nó trước sự bất lực của hai người bạn của cô. Dù đã kiệt sức, nhưng Aram cố gắng vươn tay mình lên để có thể cứu Eve, nhưng đã quá muộn. Đôi tay của cậu không thể chạm được tới cô. Và rồi, Eve biến mất cùng với binh đoàn Magnite. Bỏ mặc lại đó, Aram và Ningisu trong bất lực và tuyệt vọng.
Tại sao Mekanai lại xuất hiện và bắt Eve một cách kỳ lạ như vậy? Aura và Ningasu, những chiến binh còn sót lại sẽ làm điều gì tiếp theo? Đừng quên bấm like video và đăng ký kênh để có thể xem những diễn biến tiếp theo trên kênh của JK Chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.